Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn vào bếp làm món ngô bưng. Nguyên liệu mình chuẩn bị một ki ngô khô các bạn ạ. Cái này một thìa ăn phở và cái vôi. Vôi người ta ăn trầu đấy các bạn. Vôi ăn trầu, vôi xây nhà đấy các bạn. Cái ngô này là ngô khô các bạn ạ. Giờ mình sẽ hòa cái nước vôi này và nước xong mình cho vào son, mình đun khoảng 30 phút thì cái vỏ này nó sẽ mình cho mình bóp, mình sát, mình đãi đi thì nó sẽ tuột ra, xong mình này cho vào mình luộc qua, xong mình đổ nước đi, xong mình cho nước vào mình bung đến khi cái ngô này nó nở ra, nó chín thì mình sẽ đổ ra và mình sẽ cho gạo lếp vào để mình đồ như kiểu đồ sôi ấy các bạn, mình cho sóc đều mình đồ sôi. Đấy, nếu mà đồ sôi thì vậy, còn nếu mà không đồ sôi mà muốn bung cái ngô này với lại đậu hoặc nạc thì mình sẽ cho nạc và cho đậu đen hoặc đậu đỏ vào, mình sẽ cho vào cho mình bung và mình không cần cho gạo nếp, và đến khi nó khô thì mình cho ra mình ăn, đấy là ngô bung. Còn mình cho gạo nếp là thì gọi là sôi ngô các bạn nhé. Ngô này là ngô già đấy các bạn ạ. Còn bây giờ mình sẽ cho đi lọc cái nước vôi này, mình cho vào trong son mới cho cái ngô này vào để mình đun để tuột cái vỏ này đi các bạn nhé. Đây nè, bát nước vôi em trầu đây, mình đã hòa tan rồi đây. Và bây giờ mình sẽ cho vào cái son nước ngô này các bạn nhé. Mình sẽ gạn, mình để lại cái cặn các bạn, cái cặn nó hay có dính sạn, rồi nó hay dính các cái sỏi sỏi của cái đá họ lung vôi ấy. Đây, đây cái cặn này các bạn, mình sẽ bỏ lại. Và những cái hạt mà nó nổi lên đây thì mình sẽ vớt cái hạt nổi này, là cái hạt nó nét đấy các bạn, mình sẽ bỏ đi. Xong mình sẽ bật lửa mình đun, nó sôi lên thì tầm khoảng 30 phút các bạn nhé, thì cái nước vôi này mới ngấm vào cái vỏ thì nó mới tuột được cái vỏ ngô này ra. Cái vỏ ngô này ăn nó rất là ráp, mình phải cho nó tuột cái vỏ này ra thì là ăn nó mới mềm ngon. Cái món xôi ngô thì làm thì cũng rất là đơn giản, nhưng mà là nó rích rắc, mình phải hầm, phải bung cho nó nở ra. Bạn làm muốn nhanh thì các bạn mỗi lần các bạn làm một cân hoặc là hơn gì đấy, xong là khi các bạn bung nở rồi các bạn sẽ cho ra cái rổ, các bạn để cho nó rắc khô nước, xong các bạn sẽ cho vào hộp, các bạn sẽ cho vào trữ đông, thì các bạn có thể lúc nào thích ăn thì các bạn chỉ ngâm gạo lếp, xong các bạn xóc đều rồi là các bạn đồ nó đã có được món xôi ngô ăn rất là ngon và nhanh các bạn ạ. Đây, và bây giờ này, mình để này, và bây giờ mình sẽ bật bếp và mình sẽ đun các bạn nhé. Đun sôi tầm khoảng 30 phút thì các bạn thử kiểu cái hạt ngô này, các bạn lấy tay các bạn bóp qua này xem là cái vỏ đã tuột được chưa. Nếu cái vỏ mà nó chưa tuột được ra thì các bạn lại đun thêm lên khoảng 10 phút. Và nếu mà tuột được rồi thì các bạn tắt bếp, xong các bạn để nguội, xong các bạn sẽ cho ra cái rổ, xong các bạn sẽ sát hết cái vỏ, các bạn đãi sạch đi, xong rồi các bạn sẽ cho vào, các bạn này vào nồi các bạn này ninh tiếp để cho nó nở ra, nó chín các bạn nhé. Và bây giờ bắt đầu mình bật bếp. Đây, sau khi mình đã đun để nó sôi được 30 phút thì mình kiểm tra các bạn
cực quả đây các bạn này, cái này là được đây, cực quả này trắng lại. Giờ mình sẽ tắt bếp và mình cho ra để cho nó nguội bớt đi, xong mình sẽ bóp xong là mình đãi quả các bạn nhé. Quả này này, nó có vui vào là cái quả này nó sẽ tuột ra. Mình tắt bếp, mình để nguội trong tí mình đãi vỏ. Đây, sau khi mình đã rửa xong rồi đây các bạn này. Và bây giờ mình cho vào nồi để mình nấu để cho nó nở ra các bạn nhé. Cho nó chín. Và bây giờ mình sẽ cho vào cái nồi áp suất các bạn nhé. Cái này làm thì nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại mix xích nhiều công đoạn các bạn. Ăn thì nó rất là ngon các bạn. Các bạn cứ đổ nước cho nó ngập khoảng bằng ngón tay các bạn nhé, một ngón tay dài. Khi nó nở ra là nó sẽ bị hút hết nước. Mình cho thêm ít nước nữa. Giờ mình sẽ đậy lại, mình sẽ đun canh từ lúc nó sôi cho đến lúc được thì tầm khoảng 35-40 phút các bạn nhé, thì nó mới nở bung được và nó mới chín các bạn ạ. Nên là giờ mình khóa lại, mình đun đến khi nó sôi thì mình sẽ giảm nửa đi, mức nửa coi như là nhỏ thôi. Trong thời gian chờ đợi cái ngô kia mình đang bung thì bây giờ mình đã chuẩn bị đây 300g gạo nếp, mình đã ngâm 8 tiếng và đã rửa sạch và để đã ráo rồi. Và 100g đậu mình đã ngâm nở và mình rửa sạch để ráo. Và mình chuẩn bị 1/2 thìa cà phê muối để cho mình cho vào để đồ sôi các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đổ cái đậu này các bạn nhé. Đổ cho nó chín và mình tán nhuyễn các bạn. Bây giờ mình đậy lại thì khi nó sôi lên thì mình căn tầm 15 phút là chín các bạn nhé. Đây, sau khi mình đã hấp được 15 phút rồi và bây giờ mình sẽ rút bếp ra mình cho để mình giã các bạn nhé. Rất là chín tơi rồi các bạn ạ. Bây giờ mình cho lên cái bát này mình đánh nhuyễn này.
Đây, sau khi mình đã đun được 45 phút rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình mở ra mình kiểm tra. Được ở đây các bạn này, nó đã nở như thế này là chín rồi. Và bây giờ mình sẽ đổ ra cái rổ để cho nó ráo hết cái nước này đi. Xong mà cho nó ráo hết nước thì cho vào để cho gạo nếp vào, xóc đều và sẽ đổ sôi các bạn nhé. Đây, sau khi cái ngô mình đã đổ ráo nước vào đây các bạn này, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho mình trộn gạo vào để mình đổ các bạn nhé. Đây, cái gạo này 300g gạo mình đã ngâm qua đêm và đã ngon để ráo này. Mình sẽ trộn để cho vào đồ. Cái đậu này vừa nãy mình đã hấp và mình đã nặn tròn ở đây, đến khi đồ sôi được thì cái này mình sẽ thái lên trên 1/2 thì cà phê muối để mình cho này. Cái ngô này thì các bạn làm như thế này được rồi thì các bạn sẽ cho vào hộp, các bạn cho vào ngăn đông, các bạn để lúc nào các bạn thích ăn thì các bạn sẽ chỉ việc ngâm nếp xong là các bạn sẽ trộn là thôi các bạn nhé. Đây, hôm nay mình cũng chỉ nấu một ít thôi các bạn. Cái món này làm rất là đơn giản, thế nhưng mà cái công đoạn của nó thì làm nó cũng nhiều công đoạn, nó cũng hơi bị nick xích nâu các bạn. Đây, mình trộn thế này, nên là bây giờ mình sẽ cho vào sứng này để mình đổ các bạn nhé. Cái sứng này vừa mình mới đổ đây, bây giờ mình cho vào đây. Đây, sau khi mình đã đổ được 30 phút rồi mà bây giờ mình sẽ rút điện ra. Chín rồi đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho ra đĩa này các bạn nhé. Ngon quá các bạn ơi. Rất là mềm. Cho ra đĩa các bạn nhé. Món xôi này để ăn rất là ngon các bạn ạ, nó không ngán. Nguyên liệu thì rất là dễ tìm. Các bạn làm cái món này thì nó hơi lích kích, nó nhiều công đoạn một tí thôi, nhưng mà ăn thì rất là ngon. Cái hành này là mình đã phi sẵn, mình cho trong lọ này, mình cứ để ăn dần, rất là giòn mình đâu. Để ăn 2-3 tháng nó cũng giòn các bạn, rất giòn. Và cái dầu của cái hành phi đây, bây giờ tí nữa mình tưới lên đây. Và bây giờ mình sẽ thái cái đậu này ra cho lên trên các bạn nhé. Đây, mình thái cái đậu này mình rắc lên trên này các bạn. Ừ.
mình sẽ thái, mình sẽ cho đậu lên trên đây các bạn nhé. Tinh dầu mình phi hành đây các bạn này, mình để đây để mình sẽ cho vào tưới vào đây nha các bạn. Và tiếp đến là bây giờ mình sẽ cho cái hành khô này lên trên các bạn. Rất là ngon các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món xôi ngô các bạn này. Xôi ngô, ngô này là ngô khô các bạn nhé, bung lên chứ không phải là ngô tươi. Cái xôi ngô này thì ăn cái ngô khô bung này thì ăn ngon hơn là cái ngô tươi các bạn ạ. Rất là ngon và thơm. Các bạn yêu thích món xôi ngô bung này thì các bạn hãy vào bếp và làm cho gia đình và những người thân cái món xôi ngô này ăn rất là ngon các bạn ạ. Chúc các bạn ngon miệng và vào bếp thành công cái món xôi ngô này mình vừa chia sẻ với các bạn nhé. Chào các bạn.